Hello anh em, và chào mừng anh em quay trở lại với channel của CJ. Tiếp tục là một trận đấu nhưng không có cái chế độ gì ở đây như sao ý. Bỏ hai bạn này đi. Để lấy bạn AT nếu mà cần. Và ta sẽ chơi bạn này tạm đã. Mạng hơi giật nhỉ. Chậm chậm một vài tích tắc so với bình thường nha. Kiểu di tướng phải một ô một giây xong rồi nó mới đến đây. Bố tướng lâu hơn nữa. Mạng hơi lag. Có mỗi một con floor và một cái liềm, mình nghĩ là chơi cũng được anh em ơi. Mình cũng không muốn chơi lắm. Hai đấu sĩ ở trong hơi lỏ. Mà không ai chơi anh em ơi. Chơi một tí đi. Biết đâu nó tí nữa lại ra một đống Noman các thứ thì ngon. Floor này mình cần liềm nhé. Xuyên được phát thứ hai này. Mất liềm này. Đánh thường là chết con rat này này. Xuyên này. Mất liền rồi nhưng mà floor mình còn một lần xiên nữa này. Ok này. Một con Noman này. Hai con Noman. Thấy hai con Noman ngon hơn nhé. Và tạm ba Noman đi. Đấu sĩ nhót nhót tạm đấy nhé. Phải thắng hơi may mắn. Thưa mắt đáy. Mắt đáy à. Nhưng mà trận này cũng nhiều bạn đánh chuỗi thua ấy, nên là cứ tự tin mà chơi thôi em. Không phải khỏe lắm nhưng mà không nhiều đối thủ. Để thêm con Vera nữa cũng được. Hoặc mình thể roll thêm đi. Ra thêm con Rat, mình thêm con Rat đi. À, Vera nhỉ. Rat đi. Tới này đấy nhá. Cái liềm floor này mình cân được. Rat này thì chắc là đấm vào con này. Khá nhanh nhẹn. Maybe be trouble. Yes, this time. Anh có một cái liềm này mình có thể đánh thú hoặc đánh cung hoặc sao đấy được. Chưa biết đánh gì nhưng liền này đánh silica cũng được nhé. Dạo này mình thích hơi đam mê silica rồi đấy. Quay lại chơi silica cũng được đấy. Silica đồ này à. Heo này dạng văn heo nhé. Ăn lít này. Con già kia lấy cũng ngon em ơi. Mà đề phòng ra hai AT mình cứ giữ ăn hai AT này nhé. À, đề phòng ra sách thánh nhá. Thường con liềm này dễ đánh già. Già mới đánh thánh đồ cũng được. Thánh đồ đầu game cầm máu cũng khá là ổn. Bán thần à? Chưa biết chọn gì anh em ơi. Lấy đồ 40 mana cũng được. Nhưng mà cảm giác con Trương Hải Thần đánh thú ok hơn nhỉ. Lấy đồ kia thì ok mà anh em đánh. Anh em đánh ám thôi. Tê nhót được. Vân Trương. Ba đồ floor đi.
Đắp cái này đi. Này được không ta? Bác dạy áp quả rồi lên 6 tướng. Ồ, con này bắn đau thế. Bio tuy một phát hơi xấu này. Còn một liềm này, xiên nốt này. Ok. Đeo đến lên 6 tướng em đi. Bỏ con voi đi lên 6 tướng. Hơi lỗi. Ca đâu. Phụt này. Ma lóc khá sớm nhỉ. It's very clear. Nhiều gió nè. Vẫn đang nghiêng về thú anh em ơi. Càng nghiêng về thú. Không muốn thắng lắm, hơi muốn thua nhưng mà dễ hơi khó thua rồi. Đã qua trận được rồi nên là một chút đẹp đẹp một chút rồi buông về là ra đi. Con Alice này thì không cần lắm, chọn là Alice thì cần gì tạm đi ạ. Tiền thường bạn đáy mà đáy này VO thì hơi xấu, đánh thường thì đẹp. Ulti của hai ok, Flon mình còn liềm xiên đôi này. Ô oh, xiên hết luôn này. Ô oh, 10 điểm nhỉ. Thì một con Flong 1 mà nó điên. Ờ, già trận này không hợp lý lắm nhỉ. Trận này nhiều ấy quá. Chết rồi. Trong má lốc vào nhỉ. Con heo. Ra hai voi cần lắm. Mày không cần lắm này, tôi cho tạo này và đánh vào thôi. Floor floor mà floor. It's very clear. Thương mặt đáy à, khá nhiều mấy quả thương đáy này. Cho floor bên này xiên luôn nhé. Floor bên này thì không cần xiên nhá, này bỏ nhá. 1, 2, 3, Chrissy giữ lại nhá. Nghĩ này con Malok ulti được anh em ơi. Khá nhiều mana nó ấy. Một phát này. Ui. Ok, nhảy một phát nào. Ok, nhảy hơi xấu anh em ơi. Tụi này ulti nốt bạn được không? Chết. Ổn nhờ thế, trận này đánh ám được. Tiếc quá. Làm cái đánh Noman bán thần cho đến vòng lên level 9 luôn được không nhỉ?
Xong rồi đánh Celica đúng không nhỉ? Celica trận này không ngon nó bởi vì không có thanh kiếm này. Nhưng mà có một cái thương xuyên phá thì nó bắn dễ hơn. Cho nó một cái đồ này. Xong rồi thanh... Cũng không hợp lý để chơi Celica lắm nhỉ? Ý kiểu mình cũng muốn đánh ấy nhưng mà... Nó phải hợp lý một chút. Hợp lý gì nó khó đánh quá ta. Mà lớp nhảy. Đánh thường chết này được không? Đã xấy hết rồi. Nhưng mà cũng nên có một con gì để... Để mình xử mấy con AD để nó em ơi. Man lốc thì ba đồ kia. Hương để cho con cát. Ừ. 40 mana cho Celica. Lên xui. Ô bé con nắc này. À thôi mà thương nhiều bên kia hơn. Bé góc này tiếp. Xin được con floor. Floor kia con liềm này. Còn liềm cho ma lốc sao nhỉ? Nhận một phát nữa. Rồng này. Cái rồng được nhỉ? Rồng. Rồng cũng được. Thêm con rồng và 40 mana. Xong rồi đánh cầm máu cũng được anh em ơi. Đánh 3 no man, 2 bán thần, 2 hắc ám. Cầm máu xong rồi lên vòng... lên vòng 9 luôn à. Chắc lên 9 giờ chưa yên tâm lắm nhỉ, hay lên cứ lên 8 trước rồi chơi bình tĩnh đính chưa. Chắc cũng lên một con floor 2 này. Lên là một con bán thần 2, khả năng cầm máu ok đấy. Kiểu vẫn đủ đẹp để chơi được. Bio bán thường chứ. Đây này, thế này nhá, kiểu tiền lên này. Rain này. Xong kiếm con hắc ám này. Con teo kia cũng ngon. No man bọc đi. Teo cũng ngon. Để cho một teo cứ si vào nữa. Đây cứ si vào đây nữa. Rồng vào đây. Teo vào đây. Thương kia. Này cho ma lốc, cái này cho teo. Đó. Đấy mình đi chơi cái này nhưng mà chơi con floor 2 với cả con lau 2 nữa. Lau 2 yên tâm. Thì mình nghĩ chơi cái này nó cũng khá là rồng gần đồ này này. Tăng sao à. Đấy có floor 2 rồi yên tâm phết nhỉ. Có cần phải... cần nhất thiết phải roll level này không? Tận trận tại em thấy đồ này tướng này khá ổn đấy chứ, 81 máu. Nghĩ lên 9 được anh em ơi, lên 9 sớm rồi, xong rồi chúng ta đam mê mấy con Celica 2 các thứ đi. Đánh thế cho nó vui đi chứ đánh mãi mấy con 4 vàng này mình cũng hơi chán đấy. Trách thương nhá. Thương xuống đáy bên kia thôi, thương hai thương xuống đáy thôi. Hai thương xuống đáy bên kia hết. Bắt vào tu len không có gì. Ma lốc này ulti hơi lâu hơn một chút. Rồng thổi đẹp này. Ma lốc vẫn để một phát này. Ngon đẹp. Choáng một phát. Ui vẫn thua. Tiếp. Thú này. À... thú nữa. Chết dở rồi, thế thì hai con bán thần này bỏ à? Bỏ con hắc ám à? Bỏ con floor à? Nào bây giờ, bỏ con bán thần đi nhá. Sephira này. Vici không cần lắm, không cần hai đâu. Malok này, Victor không cần. Bây giờ bỏ đi hơi tiếc anh em ơi. Bây giờ thú cứ tạm thời cho vào đấy nhá. Nhưng mà mình đang chưa...
ép bốn thú ba thay ba con nào, thay ba con này con Flor nó nhiều đam quá. Bây giờ kiểu mình đang thứ nhất là con keo một này mà lốc một, nên hai con này nó không carry được nếu mà anh em chơi thú ấy. Em vẫn cần đam từ từ teo, từ floor, từ ma lốc các thứ, từ rồng các thứ nữa. Giờ chơi thú hơi sớm, lên 9 nữa, mình còn muốn lên 9 nữa. Nhiều đam mê lắm, nhiều ước nguyện lắm. B1 là lên con teo 2 hoặc là con ma lốc 2. Thì mình có thể cân nhắc cho thú vào nhé. Ba đua mày gần như bỏ được này. Nhưng sẽ không chơi ba đua này. Bây giờ thế là vòng 18 này. Sang vòng 19 và vòng 20 phát là anh em thoải mái lên level 9, em thích làm cái trò mèo gì anh cũng không cản được anh em này. Đồ này chắc là chơi thên. Biết chơi Silica được không? Mà chắc là chơi thên. Một thẻ thú nữa, một thẻ thú chơi thên được. Lát thẻ thú cho con Vera. Ba ma tộc một thên một Silica chơi thoải mái. Eo bắn này. Rồng thổi này, ma lốc nhảy được một phát này. Thế thôi là dọn bàn thôi. Không cần gì nhiều. Cầm máu rất tốt. Lên level 9 sớm. Em cứ đam mê luôn, level 8 kiếm rồng kiếm nắc thôi. Kệ anh em. Kệ anh em. It's very clear. Luồng đáy này. Hai thương, vẫn hai thương đáy bên này, anh em lại không chạy đâu cả. Con này trông nguy hiểm. Cái này kéo thua. Không, quả này sẽ được rồng này. 10 điểm. Mà nó không nhảy được cái khả năng chạy thua rồi. Không sao đấy, thua một trận chả sao cả, cầm máu đến level, đến gần level cuối. Điên rồ vãi. Theo mình đến một trận thắng em. Máu vòng này, vòng 19. Cầm bằng toàn floor, flick các thứ mà lên được tận vòng 19 mà vẫn còn 59 máu. Đấy là ghê gớm đấy chứ. Bản thân bây giờ nhót được rồi này, con Aomen này nhót được rồi này. Thú này bắt đầu cho vào dần này. Một này. Roll một phát này, hai này. Xong phát sau mình roll lên là ba. Rồng nắp cũng đang ổn, ba đuôi này nhót nhỉ. Floor chắc phải bỏ thôi. Nhưng mình cần tìm Voncat hay tìm tìm CK phát. Kết ma lốc không? Điểm cho dọc thì sao? Phát rồng lên không cần lắm nhỉ. CK này. UC bay nhé. Celica đứng lại đi. Nó có nhót đi. Cho Celica nhé. Celica đâu? Không thích rồng 2 lắm anh em ơi trận này. Lấy tạm đi, sợ quái này. Trông hơi kỳ nhỉ. Team không bắn được anh em ơi, trận này ma lốc cũng yếu quá. Ma lốc này ma lốc 1, chứ phải ma lốc 2. Thôi rồi, đến lúc này cấp tốc xử lý vụ này anh em. Cấp tốc xử lý vụ này liền. Đại sẽ thành ngon hơn. Con cát thì kiếm một con cát nhỉ, kiếm con cát trước đi. Xong bỏ hai con này đĩa. Hai con này thì
Quả rồng này hơi 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 lỏ anh em ơi. Cắt choáng được này. Còn liềm nhá, vẫn chơi được anh em ơi. Con cát này vẫn chơi được một lúc. Cuồng chiến chưa có này. Hơi lỏ. Gỡ được anh em ơi, trận này mình đánh hơi hơi chôn đấy. Mandu này. Nên mà lốc 2 quá đó nhỉ. Ê, xưa ca. Như này đã yên tâm anh em. Em món cát này nhót đã nhé, kiếm lại tiền. Vội phết anh em mày, tí chết của đấy. Mày mình suy nghĩ nhiều quá. Đồ này cho quét khá xịn mà. Món cắt xuống người đánh ok. Không gì. Chưa thua là tốt rồi. Ok, bây giờ bắt đầu chơi lại này. Bắt đầu tìm tướng lại này. Thêm một con pháp sư này tạo ra không có quyết gì. Pháp sư này. Pháp sư cũng được, tìm con pháp sư đi. Mình đứng trên, con này đứng trên. Con cùng chiến anh em ơi, phải kiếm con cùng chiến kia. Với con cùng chiến á. Chém thường. À, chết được một kìa. Với một con cùng chiến anh em ơi, mình còn chưa cùng chiến, chém nó không đau. Sao, con cát chém nó không đau anh em ơi, chém phải cùng chiến. Đang kiếm con cùng chiến chưa thấy đâu. Thêm. Mà lốc lên 3 hơi khó nhỉ. Lên con thêm 2 gặp dễ hơn ta. Xong rồi thay ban ban Doom nữa. Ban Doom mà không cùng chiếm nữa. Ô còn mỗi bạn này. Để ý xử lý bạn này nhá, Quốc Cường. Này cái bạn Yon của mình thôi. Bạn này mình phải chơi Yon bạn này. Yon bạn này làm nào để xử nhỉ. Cắt mình xuống đáy à. Con cắt xuống đáy nhảy thôi. Thên Lily gì à, này nhỏ đã này. Đường chiến truy hồn Celica được không nhỉ, bắn đến đáy không đây là cùng cùng chiến này. Má nó vẫn xấy được vào cái con kia của mình. Bổ Yon không được rồi. Yon xấy nó điên quá, nó xấy vào bốn cát của mình. Cách nào giữ xử nhỉ. Đấy, cứ để Yon giữa thôi, không cách nào để bắn người nó. Nhưng mà thêm bổ giữa thì nó không có choi. Khó bổ con này quá.
Trận này đánh hơi trôn thật. Không sao em ơi, mình đến đây kết thúc rồi. Em thích kênh thì hãy like, subscribe và hẹn gặp lại em trong các clip lần sau nhé. Mình pha hơi trôn nhưng mà nhìn chung nó vẫn khá là khỏe. Cầm máu level 9. Bye bye nha.